Chào anh chị và các bạn. Hôm nay Nhi sẽ chia sẻ về cái nguyên nhân nó gây ra ung thư. Lý do như thế nào? Chúng ta uống nguồn nước có gây ra ung thư hay không? Là cái thứ hai. Và để làm cách nào điều trị dứt điểm ung thư thì có hai trường hợp để điều trị dứt điểm ung thư. Thì lời đầu tiên Nhi chúc cho quý anh chị và các bạn ngày thứ tư đầu tuần nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Thật ra một cái căn bệnh ung thư á, nó không phải từ đâu nó đến với chúng ta, mà nó từ nguyên nhân trong cơ thể chúng ta gây ra. Và tại sao trong cơ thể chúng ta gây ra? Là nguyên nhân từ độc tố qua thực phẩm chúng ta ăn. Thì ít nhiều như nghĩ rằng quý anh chị cũng biết rằng thực phẩm trên thị trường hiện nay tất cả đều dùng thuốc. Thuốc tẩm ướp cho dai, thuốc làm cho tươi, rồi thuốc gia hạn cho nó để được lâu hơn và làm cho thịt giòn hơn, dai hơn, bắt mắt hơn, ăn vị giác ngon hơn và nó làm cho mình thèm hơn và ăn nhiều hơn. Tại vì động vật mà bây giờ đang nuôi công nghiệp á, nó không còn động vật sạch nữa. Mặc dù động vật sạch thì nó cũng gây cho chúng ta bệnh, nhưng mà nó hạn chế hơn. Và động vật hiện nay đang nuôi rất là công nghiệp, và động vật hồi xưa chúng ta ăn nó cũng ít gây ra ung thư hơn là động vật bây giờ. Rồi động vật bây giờ được nuôi theo cái công nghiệp ức chế và tăng trưởng rất là nhiều, mà những cái thuốc tăng trưởng trừ sâu bảo vệ thực vật, cái này đâu phải là bảo vệ thực vật đâu, mà đang hủy hoại thực vật. Có nghĩa là những cái sinh mạng khi mà hủy hoại hoặc là bị trúng cái thuốc đó, tất cả đều phải chết. Vậy thì động vật, thực vật mà nó chết thì vậy thì con người ăn có bị chết không? Chắc chắn là sẽ chết, nhưng mà nó chết từ từ chứ không phải chết liền như động vật. Vậy thì khi chúng ta ăn động vật quá nhiều, đồng nghĩa là nó gây ra cái chất protein rất nhiều trong máu của chúng ta, sẽ nguy cơ đến ung thư, mà chắc chắn là sẽ bị ung thư chứ không phải nguy cơ nữa. Và máu động vật là một cái nhiệt độ cao hơn cái nhiệt độ của con người, chính vì vậy mà động vật nó sống mưa sống gió, nó ở ngoài mưa ngoài gió nó vẫn sống được. Ví dụ như heo gà đâu có cần đắp mền, đâu có cần trùm mền cho chúng ta, mà chúng ta mỗi lần mưa hay trở trời hay là chỉ cần mát trời là chúng ta đã thấy lạnh. Thì có nghĩa rằng nhiệt độ của con người vẫn thấp hơn động vật. Vậy nhiệt độ động vật nó cao như vậy, thì khi chúng ta ăn một cái lượng mỡ của động vật vào cơ thể, nó có tan được không? Thì chắc chắn là không, bởi vì nhiệt cơ thể của người nó thấp hơn động vật. Vậy thì khi chúng ta ăn thịt nạc hay ăn thịt gà, ăn thịt heo, chúng ta đưa vào cơ thể chúng ta, cơ thể chúng ta không có đủ cái nhiệt độ nóng để làm tan cái mỡ của động vật. Mà mỡ động vật vào cơ thể chúng ta, nó sẽ đông lại từng cục, từng cục, từng cục. Vì từng cục đó lâu ngày nó chuyển hóa vào máu của chúng ta và nó hủy hoại những cái tế bào của chúng ta, nó gây ra những cái ung thư. Bởi vì cơ thể chúng ta nó bị những cái cục mỡ ngăn chặn những cái đường máu lưu thông, những cái đường oxy của mạch máu, oxy của những mạch cơ của cơ thể, làm cho cơ thể đau và nhức. Thì lâu ngày nhiễm nặng, nó chuyển qua ung thư. Ung thư là một căn bệnh báo hiệu cho chúng ta biết rằng cơ thể chúng ta đang nhiễm độc,
là nó đang bảo vệ cho cơ thể chúng ta. Hãy dừng lại nhồi nhét động vật, cũng như là hãy dừng lại những chất kích thích thuốc lá, cà phê, men rượu, men bia, men trứng, tóm lại rất là nhiều thứ mà chúng ta ăn uống nó độc hại. Và chúng ta ăn nhiều thịt, nhiều động vật, rồi chúng ta ăn tiết canh, thậm chí ăn luôn cả tiết canh là một cái máu sống của động vật, vậy thì vi khuẩn nó càng nhân lên gấp đôi. Chính vì cái ung thư là nó báo hiệu cho chúng ta cơ thể chúng ta đang vi phạm một cái nơi nào đó nó nguy hiểm, thì hãy dừng lại và điều trị, cũng như là đẩy cái độc tố đó ra ngoài, không nên tiếp tục. Chứ nếu nó không bảo vệ cơ thể chúng ta, nó không báo cho chúng ta là nơi đó bị ung thư, thì có phải là chúng ta chết liền không? Đau là chết liền không? Cho nên vì vậy khi mà nó bị đau là nó đang báo hiệu để cứu cơ thể chúng ta, khi chúng ta phải dừng lại, không được ăn nữa. Đó, ung thư nó gây ra từ cái nhiều chất đường, mật ong, chất béo. Nguyên nhân gây ra đột quỵ cũng từ chúng ta ăn động vật, uống nước ngọt nhiều, ăn tinh đường nhà máy nhiều, ăn tinh dầu nhiều, ăn thức ăn nhanh nhiều, ăn dầu đốt qua nhiều. Dầu đốt là gì? Có nghĩa là dầu chúng ta đem chiên, xào, chúng ta đốt cho cái dầu nó cháy lên để chúng ta chiên cá, chiên thịt cho nó giòn. Nhưng mà đâu vô tình chúng ta đưa một cái chất độc nó cực nặng vào cơ thể chúng ta, nó làm phá toan cái cơ thể của chúng ta. Cho nên nhiều biến chứng nó cộng lại, nó gây ra một cái độc hại gọi là ô nhiễm nặng nề. Vì vậy mà cơ thể chúng ta bị thiếu độ quân bình, thiếu cân bằng và thiếu độ pH. Đó là về thực phẩm. Còn về nguồn nước, nếu như anh chị nào mà dùng nước thì chúng ta phải, trong nước nó có rất là nhiều chì, kim loại, thủy ngân, thuốc sâu, phèn, than, muối, đủ các kiểu. Và đặc biệt là nguồn nước giếng và nước máy cũng như nhau. Nhưng trong nguồn nước máy nó có thêm một cái chất độc đó, về khoa học độc hại hơn nữa, đó là cái chất clo. Chất clo đó nó sẽ gây cho chúng ta ung thư da, ung thư phổi, ung thư gan, ung thư các kiểu. Và làm chúng ta những cái giác mạc về con mắt sẽ mờ dần bởi vì chúng ta uống nước clo quá nhiều. Nó làm cho chúng ta hư răng, sâu răng, loãng xương, thiếu canxi xương, thiếu canxi trong máu, là cái chất clo nó sẽ hủy hoại cho chúng ta. Và cộng với chúng ta ăn động vật, nó cũng làm cho chúng ta loãng xương, mất canxi xương, hư răng, mờ mắt, não chúng ta rối loạn. Thì não chúng ta rối loạn nó hay gây ra những cái tình trạng như thế này: chóng mặt, nhức đầu, thiếu oxy, thở không được. Và nhức đầu, chóng mặt và mệt, thiếu oxy, thở không nổi, thì thường chúng ta đi khám thì bác sĩ sẽ nói rằng chúng ta bị rối loạn tiền đình. Rối loạn tiền đình là, đó là gọi một cái tên, chứ thật sự nguyên nhân của nó là nó không có đủ máu bơm lên trên não. Chính vì vậy não nó mới thiếu oxy máu, thiếu oxy cung cấp, cho nên nó mới gây ra cái tình trạng chúng ta mệt mỏi, buồn ngủ và chóng mặt và buồn nôn và nhức đầu. Thì tại sao mà chúng ta thiếu máu và chúng ta thiếu oxy? Là bởi vì cơ thể chúng ta nó nhiễm độc qua những cái hệ thống thần kinh. Hệ thống mạch máu đã bị những cái cục mỡ mà nó đóng lại, từng cục, nó không có tan được trong cơ thể chúng ta. Cũng như vừa rồi như nói, cơ thể chúng ta là một cái nhiệt độ thấp hơn cơ nhiệt độ của động vật. Thì nó sẽ gây ra, mà khi chúng ta đã thiếu máu, thiếu oxy thì nó sẽ gây ra cho chúng ta đau và chúng ta đột quỵ. Và trong nguồn nước chúng ta uống nó không có đủ cung cấp pH cho chúng ta, thì nó sẽ uống lâu ngày nó sẽ chuyển hóa ra, nó bị gây ra một cái chất dư axit. Dư axit thì nó gây ra chúng ta như thế nào? Đau xương, đau khớp, mờ mắt, mất trí nhớ, đau đầu, loãng xương và sâu răng, hư răng, nhất là trẻ em hay bị sâu răng, nhức răng, làm hư men răng và hư luôn cái canxi trong xương.
Mà khi mà canxi chúng ta bị thiếu trong xương thì chúng ta đi uống thuốc canxi hoặc uống sữa canxi thì làm cho canxi càng mất thêm. Bởi vì canxi là được tạo ra từ thực phẩm, từ thiên nhiên, từ thức ăn, từ nguồn nước, chứ không phải canxi trong sữa là canxi hóa chất. Nhi nói thì nhiều khi quý vị không tin, hoặc quý vị nghĩ rằng là Nhi nói sai hay nói bậy, thì đó là quyền của quý vị. Còn quý vị muốn hiểu cho nó rõ hơn, quý vị muốn biết cho nó xác thực hơn, thì quý vị cứ lên Google, quý vị tìm hiểu qua cái kênh của thầy Tuấn Ngọc. Chứ quý vị đừng có tìm trong những cái kênh quảng cáo sữa canxi hoặc là cái kênh mà tư vấn về bác sĩ. Tại vì họ theo cái Tây y thì người ta dùng cái phương pháp đó, cho nên quý vị không có tìm hiểu được cái nguồn gốc của nó đâu. Vậy thì khi mà quý vị đã xài máy lọc nước rồi, đã đủ an toàn chưa? Thì với Nhi nói là khi mình xài máy lọc nước nhưng mà hiệu gì mới được. Còn máy lọc nước RO thì có độ pH rất thấp, chỉ 5.0 mà thôi. Thì 5.0 này mà khi quá trình chúng ta xài chỉ được trong vòng 6 tháng là chúng ta phải nâng pH hoặc phải thay lọc lõi, phải kiểm tra định kỳ. Nếu không chúng ta gắn, chúng ta xài lâu ngày thì cái nguy cơ nó gây ra và nó sẽ bị chắc chắn 100% đó là nó dư axit. Mà khi cơ thể quý vị đã dư axit cộng thêm cái clo thì như thế nào? Như nãy như nói, dư axit là nó sẽ làm cho chúng ta nhức xương, loãng xương, hư răng, đau răng, mờ mắt, giảm trí nhớ và rối loạn những cái thần kinh mạch máu trên não cũng như trong cơ thể. Nơi nào quý vị cảm thấy đau là nơi đó đã bị tổn thương và rối loạn về mạch máu, không cung cấp đủ oxy cũng như không cung cấp đủ lượng máu cho chúng ta. Cho nên nhiều quý vị, nhiều người sẽ bị đi khám sẽ nói rằng là thiếu máu não. Thiếu máu não là sao? Thì cứ nghĩ rằng chắc là cơ thể mình nó không có đủ máu, nó bị thiếu máu lên não, là bây giờ phải ăn thịt bò, phải ăn đồ bổ dưỡng để bồi bổ máu lại. Hoàn toàn không phải, hoàn toàn là sai. Tại vì thiếu máu lại ăn thịt bò để đưa máu động vật vào để cung cấp máu, không phải. Thiếu máu là do cơ thể chúng ta nó bị bế tắc, nó không máu, nó không có bơm lên đều, nó không có cung cấp đủ cái nơi đó. Thì cái nơi đó nó bị thiếu máu, bởi vì nơi đó nó đã bị những cái mạch máu nó bị bế tắc, không đưa máu vào được, cho nên làm nó bị ùn tắc lại, nó thiếu máu, nó gây ra cho chúng ta đau và nhức và mệt tim, là chứng tỏ chúng ta đang thiếu oxy, là cơ thể chúng ta đang bị bế tắc, ùn tắc lại, rác rưởi rất nhiều. Chứ không phải là cho cơ thể chúng ta thiếu máu mà chúng ta đi ăn thịt bò hay là uống thuốc bổ máu, bổ não. Điều đó không có không có đúng và nó không có giải quyết được cái vấn đề đó đâu. Vậy khi mà chúng ta xài máy RO lọc nước á, cái độ pH nó rất là thấp. Vậy trong một năm quý vị hoặc 6 tháng quý vị có kiểm tra định kỳ và có nâng độ pH hay không? Nâng độ pH thì pH nó cung cấp cho chúng ta là gì? Da đẹp, cung cấp canxi, cung cấp chất sắt, cung cấp nó quân bình lại, có nghĩa là nó cung cấp đầy đủ cái dinh dưỡng trong cái pH mà chúng ta uống từ 7.0, 8.0, 8.5, 9.5 thì nó đủ cho cơ thể chúng ta. Thì cơ thể chúng ta không bị loãng xương, không bị nhức xương, không bị đau xương khớp, không bị gút, không bị tiểu đường, không bị những cái bệnh gout. Bệnh gout đó là những cái bệnh mà rất là nặng nề ở đầu, chân, mắt hay là ngoài da hay là trong bất cứ chỗ nào. Là chúng ta phải cung cấp đầy đủ cái pH đó. pH đó nó cung cấp canxi nè, nó cung cấp dinh dưỡng cho chúng ta. Và kèm với chúng ta ăn thực dưỡng, rau ngũ quả nhiều là chúng ta có canxi. Chứ không phải là chúng ta ăn thịt nhiều, động vật nhiều là cung cấp canxi đâu. Và chất đạm mà đạm thực vật thì mới đó đó mới là một cái chất đạm bổ dưỡng thật sự, chứ không phải chúng ta ăn thịt cho nhiều để có chất đạm. Đạm đó là đạm dư calo, đạm đó đạm dư chất sắt, đạm đó là đạm độc hại.
chất đạm bên thực vật nó có nằm chỗ nào, đậu nành, đậu đen, đậu xanh, đậu, các loại đậu và các loại nấm, trong đó nó có chất đạm. Chính vì cái chất đạm đó nó cung cấp canxi, cung cấp chất sắt, cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể chúng ta. Kèm với chúng ta uống cái nguồn nước có độ pH ít nhất cũng phải 700 năm cho đến 800 năm. Và cái trường hợp mà chúng ta đang mắc bệnh, tất cả về bệnh nha, như nói tất cả loại bệnh, chúng ta phải dùng nước 900 năm. Đào thải rất nhanh và chúng ta bị những cái bệnh gao đó đó. Bởi vì gao là những cái bệnh mà vảy nến tất cả những cái gì ghẻ hay là bất cứ cái gì trẻ em chúng ta có, chúng ta đều lấy được cái nước đó chúng ta tắm rửa, thì những cái bệnh đó nó sẽ khô và nó sẽ tróc, nó sẽ sạch, nó làm cho da chúng ta rất là đẹp. Và khi mua cái máy điện giải, anh chị cũng phải biết cách chỉnh cái chế độ. Mà đặc biệt máy tốt nhất là anh chị nên mua máy của hàng Nhật, dù máy cũ cũng được. Và Nhi đã gửi rất là nhiều cái link cho anh chị trong Zalo rồi. Anh chị cứ vô cái kênh đó, nguồn sống đó anh chị. Người ta có cái số điện thoại anh chị gọi trực tiếp, hoặc là inbox Zalo anh chị gọi trực tiếp, anh chị hỏi, người ta tư vấn và người ta sẽ hướng dẫn và người ta lắp đặt cho. Người ta sẽ điều chỉnh cái độ nước nào để chữa bệnh này, nước nào để gội đầu, nước nào để rửa mặt và nước nào để uống để giải độc gan. Tại vì gan đó là một cái bộ máy hệ thống lớn nhất trong cơ thể chúng ta. Tất cả thực phẩm chúng ta đưa vào qua cái gan nó thanh lọc để nó đi ra ngoài hoặc đưa vào máu. Thì khi cái gan nó nhiễm độc thì nó sẽ sanh ra rất là nhiều bệnh tật, kể cả ung thư và nhiễm trùng đường máu. Nhiễm trùng hoặc là ung thư đường máu, ung thư gan, ung thư tử cung, ung thư phổi, tất cả đều dựa trên thực phẩm chúng ta dùng. Điều này Nhi phải khẳng định với quý vị 100%. Còn quý vị tin hay không đó là quyền của quý vị. Rồi, với thêm một cái nữa, Nhi nói với quý anh chị rằng quý anh chị đã xài máy lọc nước thì quý anh chị phải gắn cái trụ, cái trụ lọc tổng đầu nguồn. Tùy theo nguồn nước, nước giếng chúng ta lọc kiểu khác, nước máy chúng ta lọc kiểu khác. Tại vì nếu chúng ta xài nước máy thì cái nước tổng đầu nguồn là có nghĩa nguồn nước trước khi vào nhà chúng ta chưa qua một cái lọc tổng mà chúng ta đưa thẳng vào trực tiếp vào máy luôn. Máy của quý vị rất là nhanh hư, rất là nhanh hư và không đủ cái chức năng trong cái máy lọc nước, nó không đủ cái chức năng để lọc loại bỏ hết những cái calo, phèn, kim loại nặng, thuốc trừ sâu và sắt và chì rất là nhiều. Thì khi mà quý vị xài như vậy, cái máy trực tiếp, xài trực tiếp qua cái máy như vậy, cái máy nó không đủ khả năng để thanh lọc những cái chất dơ đó đâu. Và nó chỉ thanh lọc được cho quý vị vài tháng thôi. Rồi cái máy nó sẽ giảm cái tuổi thọ và độ pH nó mất luôn. Và nó chuyển qua một cái nước dư axit thì rất là độc hại cho cơ thể và gây ra ung thư và gây ra bệnh trĩ rất là nhanh. Vậy thì chúng ta xài nước máy, chúng ta phải cần có một cái trụ lọc tổng đầu nguồn trước khi vào cái máy lọc nước. Thì từ đó quý vị mới xài được cái máy điện giải. Còn có máy lọc nước rồi, chưa có cái hệ thống, cái trụ lọc nước đầu nguồn thì chúng ta không xài máy điện giải được. Máy điện giải nó sẽ hư liền. Vì máy điện giải là nó phải cần có một nguồn nước sạch để nó giải ra, nó chế biến ra cái nước tốt để chữa bệnh, chứ không phải nó đi thanh lọc mấy cái chất độc kia. Cho nên mỗi cái máy nó có mỗi cái chức năng. Vậy thì đó là nước máy ha. Vậy thì còn nước giếng nó càng độc hơn. Thì cho nên chúng ta phải xài cái trụ lọc tổng đầu nguồn, rồi chúng ta đưa vào cái máy lọc nước, rồi chúng đó chúng ta mới xài máy điện giải thì rất là tốt và bảo vệ cho hai cái máy. Và đồng thời chúng ta có xài máy giặt, chúng ta có xài gì liên quan tới nước thì nó cũng sẽ bảo vệ luôn cái thiết bị đó. Còn không, cái thiết bị đó nó rất là nhanh hư, nhanh rò rỉ, sét. Vì sao? Trong đó cái calo và chất sắt nó hủy hoại những cái kim loại, nó sẽ hủy hoại những cái phụ tùng của cái máy chúng ta xài. Cho nên anh chị nào muốn hiểu rõ về cái vấn đề để mình xài máy làm sao cho nó an toàn, để ra một cái nguồn nước an toàn, thì quý vị phải nên lên cái kênh đó đó, quý vị hỏi
anh đó ảnh kỹ thuật thì ảnh chuyên về nước, ảnh sẽ có cái kiến thức nó đầy đủ hơn, ảnh sẽ chia sẻ cho quý vị rõ hơn. Tại vì khi chúng ta bỏ ra mấy triệu bạc chúng ta đầu tư một cái máy lọc nước mà chúng ta không nắm hết thông tin, cũng như là không lọc nước nó không có đúng, thì nó rất là phí cho cái máy và nó rất là phí cho cái tiền của chúng ta đầu tư ra. Thì khi chúng ta đầu tư ra như vậy mà chúng ta xài nó không có đạt thì nó cũng giống như là xây xây nhà trên cát, xây biển trên giả tràng, nó rất là vô nghĩa, nó rất là phí và uổng, không đem lại kết quả mà ngược lại nó gây ra cái hậu quả còn nặng hơn. Cho nên vì vậy về máy, bất cứ loại máy gì quý vị cứ nên lên trên đó. Vậy thì bây giờ như trở lại Khi với mà có hai cái liệu trình để mà điều trị nó. Thứ nhất là quý vị đeo đuổi được uống nguồn nước điện giải và ăn thực dưỡng tuyệt đối, ung thư sẽ giảm và hết tức khắc. Vì sao nó hết? Vì chúng ta uống nước sạch, ăn đúng, ăn đồ sạch, chúng ta không đưa chất độc vào thì cái chất độc đó nó không thể nào nuôi cái tế bào ung thư đó được. Và nước sạch vào, thức ăn sạch vào, không có chất độc nữa thì cái tế bào ung thư đó càng ngày nó càng chết lùi và nó khô, và từ đó nó ra ngoài luôn, là nó hết luôn. Đó là một cách. Còn cách thứ hai, quý vị đến với trường sinh học nâng cao sức khỏe. Trường sinh học là gì? Trường sinh bất lão. Nhưng cái con người nào rồi cũng bằng da bằng thịt cũng phải chết, nhưng mà chúng ta chết với đúng với cái lứa tuổi, chúng ta chết với cái bệnh già, chết với cái tuổi già, và chết rất là nhẹ nhàng, chứ không phải chúng ta chết vì bệnh tật, vì đau đớn, vì khổ ải, vì hết tiền hết bạc, hành con hành cháu chúng ta mới chết. Thì khi chúng ta đến với trường sinh học, chúng ta học về, chúng ta ngồi nhiều lên và chúng ta ăn chay. Được thì chúng ta ăn chay, còn nếu không chúng ta ăn thực dưỡng luôn. Thì bảo đảm quý vị dù có ung thư cuối hay nhiều ung thư cỡ nào quý vị cũng hết. Và hết thời gian ngắn hay dài đó là do quý vị ngồi. Mà khi chúng ta đã bị ung thư rồi là chúng ta tuyệt đối không ăn động vật nữa, không ăn dầu mỡ nữa, không ăn chiên xào nữa, không ăn hải sản nữa, không ăn mắm, ăn muối, không dùng thuốc tây, không dùng thuốc lá, không dùng thuốc bắc, không dùng thuốc gì cả. Ông thưa quý vị sẽ hết ngay. Vì chúng ta ăn thực dưỡng không được thì chúng ta chuyển qua ăn chay bình thường. Rồi chúng ta ngồi. Tại vì thực dưỡng nó nghiêm khắc hơn, nó khoa học hơn, là chúng ta không được dùng dầu, không được chiên xào, không được cà no, không được gia vị nhiều, không tương ớt, không xì dầu, không nước mắm. Nhưng mà bên ăn chay chúng ta cũng có thể dặm thêm những vài cái đó vào được để chúng ta đỡ ngán và dễ ăn, nhưng chúng ta phải tăng cái độ ngồi lên. Thì năng lượng từ vũ trụ chúng ta thâu vào nó sẽ quân bình cơ thể chúng ta, nó sẽ hủy hoại, vì cái năng lượng nó rất là nóng thì nó sẽ đốt cháy, nó hủy hoại, nó đốt cháy cái tế bào đó, nó đốt cháy cái tế bào ung thư đó tức khắc. Cho nên tại vì sao mà quý vị thấy rằng khi mà ung thư một khối u ngay cái cổ là lên bác sĩ phải biểu cắt không, phải đốt không, vì đốt cho nó teo đó, đưa cái điện mà coi như để vào đốt cho nó teo đó, để nó đốt cháy cái tế bào này đi. Nhưng mà khi chúng ta dùng qua cái y học để mà đi cắt, đi đốt cháy á, thì vô tình chúng ta đốt cái tế bào hư thì nó đốt luôn những cái tế bào còn sống. Tại vì cái tế bào hư này nó chết thì cái tế bào còn sống nó cũng chết theo luôn. Chính vì vậy mà nó kéo cái sức khỏe của chúng ta đi xuống trầm trọng, và nó những cái tế bào mà còn lại đó đó nó dễ tấn công qua bộ phận khác. Thì tại sao mà quý vị thấy rằng khi mà chúng ta cắt chỗ này nó sẽ nhảy qua chỗ kia? Vì sao? Cái khối u của nó, cái khối u ung thư tế bào của nó chỉ là gom lại một cục như thế này, mới đầu tiên nó chỉ là một cục như thế này thôi. Thì thay vì chúng ta đưa năng lượng vào để gom nhỏ theo thời gian rồi nó hết luôn, thì đây chúng ta lại đem đi cắt nó đi, cắt ngang cái cục đó đi. Thì cắt ngang cái cục đó, quý vị có thấy rằng cái tế bào đó đó nó sẽ được chạy ra tùm lum, nó chạy ra tùm lum vì nó được phá vỡ mà, thì nó le lói vào những cái mạch máu còn sống, nó đi hủy hoại tiếp bằng cách nó đi qua chỗ khác, nó phá hoại tiếp. Chính vì vậy mà những người bị ung thư cắt và xạ trị và mổ nhanh chết hơn, không có cơ hội sống lâu. Mà khi chúng ta đến với ăn uống thực dưỡng, chúng ta kéo dài tuổi thọ hơn và bệnh chúng ta hết luôn 100%. Và khi chúng ta đến với trường sinh học, chúng ta
kéo dài sự sống hơn và chúng ta điều trị hết luôn 100%. Thứ nhất là có người họ không đủ kiên trì và niềm tin. Cái thứ hai là họ tin về cái y tế khoa học nhiều hơn, cho nên nó đem đến con đường tử sinh nhanh hơn và đau đớn hủy hoại hơn, và đồng thời cũng tốn tài chính nhiều hơn. Thì hôm nay Nhi xin chia sẻ đến đây. Nhi có một lời chúc cho quý vị luôn luôn gặp duyên với môi trường sinh học, cũng như là chúng ta ăn thực dưỡng hoặc ăn chay, hoặc là chúng ta thay đổi cách ăn, tự nhiên chúng ta sẽ thấy cơ thể chúng ta khỏe liền và nhẹ hẳn liền, ăn ngon ngủ ngon và cơ thể nó mỗi ngày nó mỗi nhẹ lên. Và tự nhiên khi mà cơ thể mỗi ngày mỗi nhẹ lên, mỗi khỏe lên, thì cái miễn dịch trong cơ thể chúng ta càng ngày nó càng tăng lên. Thì nó càng tăng lên thì tự nhiên chúng ta thấy nó hết bệnh. Và như hẹn quý vị qua ngày mai. Như chúc cho quý vị có một ngày tốt đẹp, thành công cũng như là nhiều sức khỏe. Quý vị phải có sức khỏe, quý vị mới thành công. Quý vị có sức khỏe, quý vị mới làm ra tiền. Còn nếu quý vị có tiền mà quý vị không có sức khỏe thì nó cũng như không, nó cũng rất là vô nghĩa. Và cũng Nhi cũng xin mong quý vị giúp Nhi, chia sẻ giúp Nhi, cũng như là cho Nhi một cái bình luận, một cái like để Nhi có thêm cái động lực mỗi ngày để lan truyền nhiều hơn cho những mà quý vị, cô chú anh chị nào chưa biết. Thì đây cũng là một cái chia sẻ về điều tốt cho quý vị, về sức khỏe, về tài chính. Nó không có làm ảnh hưởng gì cho quý vị hết. Thì Nhi cũng mong quý vị chia sẻ giúp Nhi để cho nhiều người biết, để cũng là một cái cách chúng ta làm tốt cho mình cũng như làm tốt cho người. Đó cũng là một cái cách tạo phước. Thay vì trước đây Nhi hay đi làm từ thiện, đi cho tiền, cho thực phẩm, thì bây giờ mình chia sẻ về cái môn học này, đây cho cái sức khỏe nó còn tốt hơn là cho thực phẩm, cho tiền mà mình phải bỏ công ra đi. Tại vì mình cho người ta ăn mà người ta không có sức khỏe thì nó cũng vô nghĩa. Cho nên cái sức khỏe nó là cái cần câu. Thà rằng cho họ cái cần câu là cơ hội giúp cái bản thân có cái sức khỏe, họ tự tạo ra thực phẩm, họ tự tạo ra kiếm tiền để họ sống, còn hơn là mình đi làm từ thiện như vậy. Tại vì mình làm trong một cái cách là chỉ có nuôi ăn thôi, thì nó rất là tăm tối mịt mù, không có giải thoát được. Cho nên đây con người cần chính nhất là sức khỏe để giải thoát được, mình mới cứu được mình. Thì đây cũng là một cái môn học nó rất là ý nghĩa. Thì Nhi mong là quý vị xem, quý vị cho Nhi một cái động lực bằng cách like, chia sẻ, hay cho Nhi một cái bình luận mà cái gì đó Nhi nói chưa có đúng, hay là muốn hỏi thêm về cái vấn đề gì, quý vị cứ bình luận cho Nhi biết để Nhi sẽ trả lời cho quý vị cụ thể hơn. Hôm nay Nhi nói hơi lớn là Nhi sợ cái máy nó không có nghe rõ, cho nên Nhi nói nó lớn lên để cho quý vị dễ nghe. Rồi Nhi xin chào quý vị và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã xem hết cái clip của Nhi.